Thưa các bạn, nay mình cũng mới đi săn được đồ cổ phế liệu nha các bạn. Đây mình mới mua về, mình chưa biết sao đấy, giờ mình tháo ra mình test thử coi nó còn hoạt động được không các bạn. Mới mua về cũng để bạn bè và tháo ra nha các bạn. Đó, cho các bạn xem. Này mình tay cầm điện thoại tay quay nha các bạn, bởi vì nó hơi lắc điện thoại. Mình để vô cái cây đỡ này, mình cầm quay cho các bạn xem. Đó, mình mới mua được em này nè các bạn. Em này là, để cho các bạn coi nè, em này là Yamaha GM16 XU, nghĩa là 16 xu các bạn. Đó. Này là mixer này, để coi cái nó xài điện gì đây. Nét không được các bạn ơi. Này nó xài điện từ 100W đến 240 các bạn. Nghĩa là xài châu Á và châu Âu đều xài được nha các bạn. Đó, lấy nét không được rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đó, từ 100W đến đến 240 nha các bạn. Đó là cái nghĩa là cái này chắc Trung Quốc nó gáp bạn, qua Trung Quốc gáp đều nó cho châu Âu châu Á đều xài được nha các bạn. À, để giờ mình gáp vô cái mình thử chất âm đó nha các bạn. Gắp vô thử rồi nó âm thanh cái nó còn im thôi. Này cái là mình đấu vô đây các bạn nè, mình cứ gắt 6 ly cái mình đấu vô cái gắt này các bạn. Gắt sức ra nè. Sức âm thanh ra này các bạn. Là mình đấu vô cái âm ly, mình đấu vô cái nó mất tiêu rồi. Đây các bạn ơi, đấu vô cái dây này. Mình xài âm ly nha các bạn, chứ mình chưa có cục đẩy. Để giờ mình kiếm dây điện rồi mình câu mình câu vô mixer các bạn ơi. Yeah,
Chờ bạn xem đây. Chờ quá bự luôn bạn ơi. Món đồ cổ này quá bự luôn rồi. Làm gì giờ? Bật nguồn nha các bạn. Bên kéo bà này xuống mới được. Ngủ lên các bạn. Đó, lên đèn đó các bạn ơi. Lên đèn. Rồi giờ mình lấy nào mình đã lên giường thử thì cách âm nó lên các bạn. Đây, này xài cái gel dày các bạn. Gel này của Nhật luôn các bạn. Vì tô ma ha gì đó các bạn. Rồi đầu giờ mình ghim vô nữa nha. Ý là này anh quay này cho các bạn xem, cho các bạn xem cho vui chơi thôi nha các bạn. À, nhấn nút này xuống 1 2 alo 1 2 3 4 alo 1 2. Nãy giờ chưa có mở liền các bạn. 1 2 3 4 alo sao nó chưa vô ta. Chưa nhắn mấy này xuống các bạn ạ. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Alo. 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4. Alo. Cái này là cái tiếng mọc không các bạn. 1 2 1 2 3 4. 1 2. Rồi đầu giờ mình thử ép phát cho nó nha các bạn. 1 2 alo. 1 2 3 4 alo. 1 2. Rồi, các bạn nghe âm thanh vàng vàng ha. 1 2 3 4 alo. Rồi mình kéo xuống nha các bạn. 1 2. Đó, này tiếng mọc các bạn này. Này là mình cắt cái tiếng ép phách nữa các bạn. 1 2 3 4. Alo. 1 2. Thằng này là có 24 chương trình ép phách cơ của nó các bạn. Này mình review cho các bạn xem cho vui thôi các bạn. Chứ mình cũng không có cũng không gần gì mấy, mình biết chút chút ha. Các bạn nào nếu mà đó thì chưa biết xài mixer thì mình cách thức mình làm cho các bạn học, còn nếu bạn nào biết rồi thì xem cho vui cho các bạn. 1 2 alo. 1 2 3 4. 1 2 3 4 alo. 1 2 alo. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Rồi bây giờ mình
đưa tiếng nhạc vô thứ nha các bạn. Mạng yếu chậm quá các bạn ơi. Nãy giờ nó chưa lên nổi. 1 2 1 2 alo. Chai phế liệu gì nó cũng được chứ, thì nó không bằng cái đồ mới thôi các bạn ơi, chứ gì nó cũng được. Để mình thử bên đây nha các bạn. 1 2 1 2 3 4 1 2 alo. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 alo. Rồi, lai này được thì mình thử lai khác các bạn ơi. Các lan nó còn hoạt động không các bạn? Giờ thấy nó cũng còn ok đó các bạn ơi. Nãy giờ sao mãn nó không vô ta? Bắt nhạc lên nữa này. Yêu Phương này. Thấy vô mình ấy nhạc rồi nghe cái âm thanh của nó làm sao này nó không vô. Rồi, mình thử mấy cái like này đi. Một hai alo. Một hai ba bốn. Một hai ba bốn alo. Một hai ba bốn alo. 1, 2 cũng được các bạn ơi. Cũng tạm tạm được. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Còn cái nút này là nó chỉnh cái áp phách dài ngắn này các bạn. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, alo. 1 2 3 4 alo. 1 2 3 4 1 2 3 4
1, 2, 3, 4, alo. Nhắn này xuống nó mới vô các bạn ơi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alo. 1, 2. Im quá. Im quá các bạn ơi. Tiếng gắt lực luôn các bạn ơi. Một, hai, ba, bốn. 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 Một, hai. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Alo. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Alo. Rồi còn lại cuối cùng nữa các bạn ơi. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Alo. Một, hai. Một, hai, ba, bốn. 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 Alo. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai. Một, hai. Một, hai, bốn. Một, hai, ba, bốn. Lại nữa nó bị hư các bạn ơi. Hư hết lại. Một, hai, ba, bốn. Alo. Một, hai, ba, bốn. Hư hết lại các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 like mà hơn like cũng còn 7 like các bạn ơi. 1, 2, 3, 4. Alo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alo. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Alo. Một, hai, ba, bốn. Alo. Hương like các bạn ơi. Nhìn thử cái like CT này coi. Một, hai, ba, bốn. 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 Alo. Một, hai. Cái like này để dành cho nhạc quá nha. Tại mình gắn đại chứ. Một, hai, ba, bốn. Alo. Một, hai. Rồi, như là hoàn hảo hết bạn ơi. Rồi, xin chào các bạn nha.